Trong quý 1 năm nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận 18 dự án mới vào đầu tư với vốn đầu tư đăng ký gần 240 triệu đô la Mỹ và gần 3.700 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thu hút vào các khu công nghiệp quý 1 tương đương khoảng 412 triệu đô la Mỹ. Kết quả thu hút này gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2023 và bằng 41% kế hoạch cả năm 2024 là 1 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho 6 dự án, vốn đăng ký điều chỉnh tăng trên 15 triệu đô la Mỹ. Trong các khu công nghiệp có thêm 9 dự án mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng tổng số 462 dự án. Trong đó có 260 dự án FDI và 202 dự án DDI, chiếm 80% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu công nghiệp. Tổng vốn đầu tư thực hiện trong quý 1 đạt 4.660 tỷ đồng, bằng 166% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện của các dự án hạ tầng khu công nghiệp là 30 triệu đô la Mỹ và 300 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện của dự án đầu tư trong các khu công nghiệp là 110 triệu đô la Mỹ và 860 tỷ đồng.